Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast khốn khổ, nổ cho to. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, báo chí của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc VinFast đã tiến hành bàn giao 45 chiếc xe VinFast 8 đầu tiên cho khách hàng tại 9 cửa hàng VinFast Store. Việc bán xe tại Mỹ thì tốt hơn là hết công Phạm Nhật Vượng nên đưa thông tin này lên báo chí Mỹ vì nhu cầu của Phạm Nhật Vượng đang muốn xây dựng thị trường xe điện VinFast tại thị trường Mỹ kia mà. Nhưng ngược lại, ông lại quảng cáo điều này rất mạnh ở Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cho báo chí trong nước mở hết công suất quảng bá cho việc 45 xe đầu tiên được giao cho khách hàng ở Mỹ. Việc khoe khoang rầm rộ chuyện giao 45 xe khách hàng tại Mỹ bởi báo chí Việt Nam cũng chỉ để cho người Việt đọc mà thôi, chẳng giúp gì được cho việc quảng bá thương hiệu VinFast tại Mỹ cả. Trong khi đó, tại Việt Nam, tình trạng xe VinFast bị báo lỗi vẫn cứ đều đều xảy ra khắp nơi. Mới đây, trang hội VinFast đã đăng một status ghi như sau: có bác nào đi mua xe ô tô điện mà phát khủng như em chưa? Xe VinFast VF E34 em mua được 5 ngày thì báo lỗi 5 lần. Gọi lên tổng đài hỗ trợ thì kêu tiếp nhận thông tin mà xử lý, chứ thì chậm trễ lắm, mang tiếng mua xe mới mà chưa đi được ngày nào trọn vẹn cả. Cụ thể, lỗi như sau, toàn bị lỗi sau khi sạc ở trạm xong. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em mua xe điện VinFast. Các bác cân nhắc khi mua xe điện nhé. Cũng trên trang này, một khách hàng khác của VinFast lại phản nàn tiếp như sau: xe đang chạy báo lỗi pin xong tắt máy giữa đường luôn. Tắt máy, tháo cọc âm các kiểu mãi 30 phút sau thì mới lê được về đến nhà. Cái thì là bị tắt tiếp. Giờ bấm khởi động lên đèn xanh ngọc mà không vào số đi được nữa. Gọi hỗ trợ thì hôm nay chủ nhật nên không ai làm việc, bó tay. Ai có dự định mua xe VinFast thì tốt nhất không nên, rất bất tiện. Đây là hình ảnh hiện tượng xe báo lỗi vẫn cứ nổi tràn trên mạng xã hội. Đấy là hai dòng trạng thái phàn nàn về xe điện VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng bán xe mà dường như ông không có trách nhiệm về chất lượng xe sau đó. Khi giao cho khách hàng thì loại coi như là xong. Những phàn nàn như thế này sẽ dễ tàn phá thương hiệu VinFast rất nghiêm trọng. Việc ông Phạm Nhật Vượng bơm tiền cho báo chí nổ hết công suất về việc giao 45 chiếc xe tại Mỹ sẽ không thể vực dậy được giá trị thương hiệu của VinFast vốn đã quá tai tiếng từ phản hồi của khách hàng. Sự khốn khổ của VinFast không phải ở những việc giá trị thương hiệu suy giảm mà nó còn khốn khổ cả về mặt tài chính. Giấy phép xây dựng nhà máy VinFast đã được cấp nhưng vấn đề là tiền ở đâu ra mà thực hiện đây. Một mình nhà máy VinFast tại Hải Phòng đã đốt nhiều tỷ đô la Mỹ. Giờ đây, VinFast lại xây thêm một nhà máy nữa tại Mỹ để tiếp tục đốt số tiền gấp nhiều lần. Ngoài hai nhà máy đốt tiền của VinFast, thì việc đổ tiền vào quảng cáo là một cách thiếu hiệu quả, cũng là một kênh đốt tiền nữa. Hiện nay, Phạm Nhật Vượng đã viết tâm thư gửi cho nhân viên VinGroup để giữ chân họ lại. Điều này cho thấy trong VinGroup đã có dấu hiệu nhân viên rời khỏi tập đoàn một cách từ từ, do chính sách bắt lỗi và phạt một cách hà khắc, khiến cho nhiều nhân viên nản lòng. Quảng cáo là một nhu cầu chính đáng để xây dựng thương hiệu. Nếu quảng cáo đúng với chất lượng của sản phẩm và chất lượng của dịch vụ, thì điều đó sẽ chắp cánh cho thương hiệu bay cao. Còn quảng cáo mà nổ quá đà, sau đó bị khách hàng liên tục vạch trần, thì đấy gọi là nổ. Đây là hình ảnh phản nàn khác của khách hàng khi sử dụng xe VinFast. Đối với nhân cách con người, thì bất cứ người nào hay nổ đều bị giảm giá trị con người, nên việc nổ quá mức cũng là cách tự đào hố chôn thương hiệu của mình. Đấy là lợi bất cập hại. Hiện nay VinFast chưa thịnh đã suy. Không biết ông Phạm Nhật Vượng sẽ xoay sở như thế nào. Xây dựng thương hiệu toàn cầu cho VinFast mà để đứa con cưng VinFast của ông rơi vào tình cảnh như thế này thì khó mà tính bài toán phát triển cho được. Giờ hãy tính bài toán tồn tại qua từng năm thì thực tế hơn. VinGroup nói chung và VinFast nói riêng là thương hiệu lớn tại Việt Nam, nhưng ra thị trường thế giới, nó vẫn còn chưa sẵn sàng để hòa nhập với cuộc chơi. Xây dựng thương hiệu toàn cầu mà như thế thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin VinFast khốn khổ, nổ cho to. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1, Thủ tướng Chính phủ liệu mãn ở cho phải đảo. Tứ trụ mà ba trụ đều về cùng một phe
thì ắt hẳn áp lực không nhỏ đối với ông Thủ tướng. Trong 3 nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng, chưa có thời kỳ nào mà phe của Tổng Bí thư mạnh như bây giờ. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Hùng làm Chủ tịch Quốc hội. Ở thời đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết với ông Trương Tấn Sang để chống ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính hiện nay đang lẻ loi trong tứ trụ. Ở nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trần Đại Quang thì làm Chủ tịch nước, và ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, và ông Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này, ông Tổng Bí thư không liên kết với ai trong tứ trụ, tuy nhiên một mình ông cũng đủ để hất Trần Đại Quang, rồi thâu tóm luôn chiếc ghế Chủ tịch nước. Mặc dù vậy, ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước chưa được bao lâu, thì ông Nguyễn Phú Trọng bị dính bệnh bí hiểm tại Kiên Giang, nên không còn sức đâu mà đánh đấm với trụ Thủ tướng. May cho Nguyễn Xuân Phúc, nếu ông Trọng không ngã bệnh, có thể ông đã thổi bay ông Phúc khỏi ghế Thủ tướng từ trước rồi. Nhiệm kỳ năm 2021-2026, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ. Trụ thủ Chủ tịch Quốc hội của Vương Đình Huệ thuộc phe của ông Tổng Bí thư, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên ở nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trọng không thổi được Nguyễn Xuân Phúc, thì sang nhiệm kỳ 2021-2026, ông cũng thổi bay được ông Phúc, sau khi điều ông này từ ghế Thủ tướng sang chiếc ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực để xử lý. Cuối cùng, ông Võ Văn Thưởng ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước làm phe ông Tổng Nguyễn Phú Trọng có 3 người, chọi với phe Thủ tướng có 1 người. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng mạnh hơn. Như vậy, phe Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ mạnh như hôm nay. Trong tứ trụ có 4 ghế thì phe ông có đến 3 ghế. Sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng lại tăng hơn nữa. Câu hỏi là, từ đây đến hết nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính sẽ phải tính toán như thế nào trong tình cảnh phe ông tứ bề thọ địch như vậy? Đấy chỉ mới là xét trong tứ trụ. Còn nếu xét trong phạm vi 5 lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, thì hiện nay ghế Thường trực Ban Bí thư đang để trống. Ghế này đang được sắp xếp hai ứng viên nặng ký nhất thay Võ Văn Thưởng ở ghế Thường trực Ban Bí thư là ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sự cạnh tranh chưa ngã ngũ, mặc dù cả hai đều là cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Sắp tới, ông Trọng sẽ chọn tân Thường trực Ban Bí thư. Dù ai là người ngồi vào chiếc ghế đấy, thì dư luận cũng chắc chắn rằng người này thuộc phe ông Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay, phe Ban Bí thư có thể cài người vào chính phủ, chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại. Vậy nên, ghế Thường trực Ban Bí thư lần này, do bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp, ngoài ông Trọng, chẳng ai thọc tay vào được. Sau khi ông Trọng chọn được Thường trực Ban Bí thư, thì trong 5 lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có 4 người là phe của ông Tổng Bí thư. Còn lại, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn là lẻ loi trong việc lớn liên quan đến 5 người này bàn bạc. Đây là hình ảnh sau khi ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước, trong tứ trụ, phe ông Trọng đã có 3 ghế. Bàn với nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý, phe ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có tiếng nói lấn át. Hiện nay còn một phe Phó Thủ tướng còn trống, đó là ghế của ông Lê Văn Thành để lại. Xem ra khả năng ông Phạm Minh Chính nỗ lực đưa Nguyễn Thanh Nghị vào cũng sẽ gặp khó khăn không hề nhỏ. Nói về việc lo cho Nguyễn Thanh Nghị thì đấy là một vấn đề cao xa. Ở vị trí cô độc như hiện nay, việc ông Phạm Minh Chính gia cố thành trì để ông trụ lại đến hết nhiệm kỳ cũng đã là thành công rồi. Khi bản thân mình còn lo không xong mà cố lo cho người khác thì e rằng cả hai đều rụng vào cuối nhiệm kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1. Thủ tướng Chính phủ liệu có ăn ở cho phải đạo hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.